Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đồng quay ra thằng cô các bạn, anh cua cái cọng các bạn, cái cọng nó bị bật gốc luôn nè các bạn. Giờ cũng đang mưa lâm râm các bạn, nhưng mà chiều nay có cơn gió đó, nó bật gốc nguyên cái cây luôn rồi. Các bạn nhìn thấy ghê không? Nó ngã sập vô cái chuồng bò luôn các bạn ơi. Tới trên đó rồi các bạn, trên đó là ngay gần cái mái nhà luôn, đó là lên cái mái chạy chuồng bò luôn. À, bây giờ mình qua giúp bên này, mình qua với bạn coi nè. Mấy cái này cắt nhiều khi nó nhẹ cây nó sập cái này nó trả ngược, búng ngược cho lợn nghe các bạn.
cắt thêm một lóng nữa nè. Cắt thêm một lóng nữa cho nó nhẹ cái cây đó nó bật lên nó bật. Anh em gịch cái cây bắt tóc ngược lên trở lại nha các bạn. Rồi chắc ngày mai mới hạ các bạn ơi. Ngày mai mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây các bạn, cái cây ngày hôm qua nó bắt tóc lên nha các bạn. Ngày hôm qua mấy anh em cố gắng kéo cái cây bắt tóc lên cho ta sửa cái chuồng bò là đang tải bò ra các bạn. Cho bò ngủ nè. Giờ anh em lên hạ luôn cái cây này các bạn ơi. Để sợ nó bắt tóc cái cây này nữa nha các bạn. Long quang bắt được cái All right.
còn cắt cái rễ bên đây với cái rễ bự bên kia cắt từ từ cho mình dịch cho nó ngã qua bên kia là xong rồi các bạn. Xin kết thúc clip ở đây nha các bạn.